Loại quả Việt đi đâu cũng thấy, ăn vào buổi sáng lại bổ dưỡng không ngờ. Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu. Chuối chín là một kho tàng vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe. Trong mỗi quả chuối chín mọng, chúng ta có thể tìm thấy lượng lớn vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ quá trình lành vết thương. Bên cạnh đó, vitamin B6 trong chuối đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa protein, tạo ra các tế bào hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh. Magie và mangan, hai khoáng chất khác có trong chuối, cùng nhau hoạt động để hỗ trợ quá trình sản xuất năng lượng, tăng cường sức khỏe xương và duy trì sự ổn định của lượng đường trong máu. Giúp điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch. Một lợi ích nổi bật của chuối là hàm lượng kali ấn tượng. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng cơ, đặc biệt là ở tim. Các nghiên cứu liên tục cho thấy chế độ ăn nhiều kali có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Ngoài ra, chất xơ trong chuối có thể giúp giảm mức cholesterol, thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Bằng cách đưa chuối vào chế độ ăn sáng thường xuyên, bạn có thể đưa ra lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả cho một trái tim khỏe mạnh. Tốt cho sức khỏe tiêu hóa. Một trong những lợi ích chính của việc ăn chuối ngay từ sáng sớm là tác động tích cực của nó lên hệ tiêu hóa. Chuối rất giàu chất xơ hòa tan, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Hơn nữa, các enzyme tự nhiên có trong chuối hỗ trợ phân hủy thức ăn, cho phép cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Kết quả là, bạn có thể tận hưởng sức khỏe đường ruột tốt hơn và trải nghiệm tiêu hóa mượt mà hơn. Cải thiện tâm trạng. Chuối cũng có thể giúp nâng cao tinh thần của bạn. Chúng là nguồn cung cấp tryptophan, một loại axit amin khi đi vào cơ thể chuyển đổi thành serotonin có tác dụng thúc đẩy tâm trạng của bạn. Thưởng thức một quả chuối vào buổi sáng có thể giúp bạn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn, tạo nên một tâm trạng tích cực cho ngày mới. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người phải vật lộn với chứng lo âu vào buổi sáng hoặc cảm giác u ám. Giúp kiểm soát cân nặng. Với lượng calo vừa phải và hàm lượng chất xơ dồi dào, chuối không chỉ giúp bạn no lâu mà còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ trong chuối có khả năng tạo cảm giác no, giúp bạn hạn chế việc ăn vặt vô tội vạ và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, chuối còn là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng của các cơ bắp. Việc bổ sung chuối vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Nguyên tắc vàng khi ăn chuối giúp cho sức khỏe tim mạch. Với thành phần chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như kali, magie, vitamin B6 và chất xơ, chuối mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một trong những lợi ích lớn nhất của chuối đối với tim mạch chính là hàm lượng kali cao. Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp và giữ cho nhịp tim ổn định. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, AHA, lượng kali đầy đủ trong chế độ ăn uống có thể giúp làm giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ. Trung bình, một quả chuối chứa khoảng 400-450mg kali và AHA khuyến nghị người lớn nên tiêu thụ khoảng 4.700mg kali mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Do đó, việc ăn chuối hàng ngày ở mức từ 1-2 quả có thể giúp cung cấp một lượng lớn kali, đặc biệt là đối với những người có nguy cơ cao về bệnh tim mạch. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và AHA cũng cảnh báo rằng việc tiêu thụ chuối nên được điều chỉnh ở mức vừa phải. Ăn quá nhiều chuối trong một ngày có thể gây thừa kali, đặc biệt là với những người có bệnh thận mãn tính, bởi thận yếu sẽ khó loại bỏ kali dư thừa. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, một tình trạng nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến tim mạch, gây loạn nhịp tim và thậm chí có thể dẫn đến ngừng tim. WHO cũng lưu ý rằng người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn chuối vừa phải, không quá 2 quả một ngày để tối ưu hóa lợi ích mà không gây quá tải cho cơ thể. Bên cạnh đó, ăn chuối cùng với các loại thực phẩm giàu chất xơ và chất béo lành mạnh cũng là một nguyên tắc vàng để giúp cải thiện hiệu quả của chuối đối với sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên kết hợp chuối với các loại hạt như hạnh nhân, ốc chó hoặc với yến mạch để cung cấp đầy đủ các chất béo không bão hòa đơn và chất xơ hòa tan.
Chất xơ hòa tan có trong chuối và các thực phẩm khác có thể giúp giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, thời điểm ăn chuối cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Chuối là một loại trái cây dễ tiêu hóa, giàu carbon hydrate, do đó ăn chuối vào buổi sáng hoặc trước khi tập thể dục là lý tưởng để cung cấp năng lượng và ổn định đường huyết. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo không nên ăn chuối quá khuya, vì hàm lượng carbon hydrate có thể gây tăng đường huyết nhẹ và làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.